Hello cả nhà, Cindy hôm nay trở về Mỹ sau 2 tuần bắt đầu đi chợ. Chợ Mỹ có nhiều cái vui lắm mọi người, họ bán tùm lum hết đó. Cho nên Cindy quay lại cho cả nhà mình coi cho nó vui. Bây giờ nó là summer rồi, cho nên mọi người thấy họ bán đồ đi biển rất là nhiều. Như cái áo này nè là 20 đồng. Ở đây họ bán áo riêng nha và váy riêng chứ không có bán nguyên bộ giống như mình. Này 25 là coi như là một bộ nên là 45 đồng, dễ thương lắm cả nhà. À, thấy bán đồ bẹ đồ đi biển thấy dễ thương quá cho nên xin điện quay lại cho cả nhà mình coi. Đây nè, đây là cái bộ đồ mà nó người mẫu đó. Nó lên cho mình coi. Ở bên này mùa hè thì họ đi biển. Thay vì họ bận bikini thì họ bận ở ngoài vô anh như thế này. Đây là bộ này nhiêu cỡ giá đó mọi người nha. Bộ váy này 38 đồng, quá dễ thương luôn. Cái áo đi biển so cute. Ở đây được con gái là mặc cỡ nào họ cũng bận đầm á mọi người, không có ngại như người Việt Nam mình. Bởi vì mọi người biết sao không, họ có ngực, họ có ngực cho nên họ bận mấy cái đầm rất là dễ thương luôn. Đây, đây là cái kiểu váy đầm cho summer dễ thương đó. Việc này cho cả nhà mình coi chơi, mặc cỡ nào cũng có size hết cho nên là mình không có sợ. Người Tây phương thì ngực bự bự hơn cái bụng, nên khi mà họ lên đồ cho dù họ có mặc 200 pound có nghĩa là 90 ký của mình cả nhà thì là họ cũng vẫn đẹp như thường. Tại vì cái ngực nó đóng vai trò rất là quan trọng cho cái việc điều phối quần áo. Đây nè, đồ quá là sexy luôn, thấy vậy chứ lên đồ dễ thương lắm á. Xin đi có đặt hay mua đồ mua theo mấy cái công mẫu này nè, nó bận sao mình mua vậy á là cái đồ nó đã phối rồi nên là nó không có wheel. Thậm chí cái size XL luôn váy mọi người, đơn giản dễ thương. Mấy kiểu này lên đồ rất là đẹp luôn. Đó, áo thun 2 dây. Đó, cái nhìn là đây là một bộ nè, họ phối sẵn cho mình luôn, mình chỉ mua về mình bận thôi, nó không có bị quê. Ở bên Mỹ này thật ra là mấy cái nhà này, thiết kế là họ mướn cái đội ngũ thiết kế ra đồ nhìn dễ thương lắm, như quê mùa vậy. Và họ bận theo mùa hè, họ bận theo mùa hè, mùa đông họ bận thêm mùa đông. Như cái váy hồng này mọi người thấy xinh không? Dáng ai mà cao cao chút đó là lên cái váy xinh lắm. Đây nè, đây là cái áo của nó nè, nó bán áo riêng đầm riêng chứ nó không có bán nguyên bộ giống như bên Việt Nam mình. Cái nồi ở bên này cũng vậy đó, nồi nó bán cái nồi riêng, cái nắp riêng đó. Đây là một bộ của nó nè, phối cho mình sẵn luôn cả nhà. Bộ váy trắng dễ thương không, áo cặp ngực nè, váy dài này ai mà tướng cao chừng 1m6 6m7 mang mấy cái đôi mà high heel mà đấy cái đế đó, nó rộng bự đó. Rất là sang luôn, thì thích lắm. Mỗi lần đi vô vậy đó thì xin đi khoái mua cái loại cotton này nè, mình có thể bận hết cái mùa hè xong cái mình bỏ qua sang năm mình mua cái khác. Cái váy váy cho mùa hè sặc sỡ luôn, 2 dây đó, đồ vàng để mình đội mấy cái nón hững hờ đi biển chụp hình sống ảo nào vô địch luôn. Người đây mà nó có hàng cho những người gọi là plus, rất là trọng á, mấy người mà phụ nữ mà mập bự hơn cả 100 kg gọi là plus của mình á, size nào cũng có chứ.
ốm cũng có, mập cũng có. Đồ tắm nè, mấy cái áo quần khoác ngoài xinh chưa, cũng kiểu dũng cỡ đó. Đây người thấy đồ tắm không, xài to ghê chưa, xài này còn cả 100 kg bận cũng còn được đó mọi người. Đó, lấy nè mọi người, thấy đen nè, dành cho mấy người mà mặc cỡ mà xài S large luôn á, chứ không phải là medium luôn. Lấy mẫu bikini so cute không, quá dễ thương luôn. Cái này là cỡ size medium nè, xin đi coi size gì đây, size cũng size to cả nha, chứ không phải là size nhỏ đâu. Nhân bà Mỹ họ to, họ mập nhưng mà họ vẫn có đồ để bận, mọi người thấy không. Trong khi đó người Việt mình nó hơi hơi mà tròn tròn chút, cái ngại không dám bận đồ đó, mọi người thấy không. Đó, đây là cái khu dành cho những người mà có cái bề ngang phốt pháp đó. Đây nè, đây là đồ tập thể dục cho những người cũng có cái size lớn nè. Đồ lót đủ kiểu đục gỡ hết. Cả nhà coi nè, coi cái đồ lót này quá bự luôn nè. Đó, chụp lót đó đó, chụp lót đó là size cho mấy người mà double size đó. Đó, coi nè, cỡ nào cũng có hết, chứ không phải như Việt Nam mình phụ nữ mình nhỏ con ha. Đó, mọi người xem coi, mấy cái này là cái king size luôn, có hết cho mọi người. Có nhiều người phụ nữ ở bên Mỹ này họ to lắm, cực kỳ to luôn. Đây là mấy cái dáng không có dây để bận mấy cái áo hai dây rồi đó mọi người, 25 đồng một cái, giống như cái bông vậy. Nhưng mà cái này coi lại nha, nhiều người mình ngực lớn quá sợ đeo không được. Đây là mấy cái quần là comfort pair, tức là thuận lợi cho người phụ nữ mình khi hành kinh đó mọi người. Mấy cái quần này là cái đáy nó to, nó giữ ẩm đó, 3 cái 19 đồng, đủ thứ size hết. Mấy cái này lên mát rồi luôn, sexy. Cái hàng này cái hàng cũng không có sang trọng lắm, hàng này tương đối cũng bình dân đó cả nhà. Mấy cái vải bố này nè, tại vậy chứ mà mùa hè mà nó hút hơi lắm, mùa nào họ bán kiểu đó đó. Như bộ này có 15 bạc à. Mấy cái vải này nó hút mồ hôi ghê lắm. Đây đó, cái này là dành cho mấy bà mà là cả 100 kg đó, họ vẫn được kiểu cỏ đấy cả nhà thấy không. Ở đây là mùa hè là bán theo đồ mùa hè, mùa thu bán theo đồ mùa thu. À, mùa này mà mọi người mà hứng lên đi kiếm cái áo lạnh cũng hơi bị khó. À, nếu mà có áo lạnh thì cũng là cái dạng mà sơ mi khoác mỏng mỏng như vậy nè, chứ còn mình đi kiếm đồ mùa đông là không có đâu. Mọi người thấy quần jean bự chưa, size là size mấy ba kinh size không á. Xin thì thích vải này lắm, bận nó sập sọp mà nó cực kỳ mát luôn. Quần một nơi, áo một nơi. À, muốn mua thì mình phải mua cái váy nè, short của nó nè, cái áo trên nè, mà size nè, size XXL to lắm. Thì quay sơ cho cả nhà mình xem, có nghĩa là mập cỡ nào ở Mỹ cũng có thể bệnh độ fashion đó. Mấy cái bộ suit liền nha, Việt Nam mình đâu dám bận đâu ha, cũng bự mắc cỡ chứ bận, Mỹ nó bận láng hết cả nhà, không có ngại đâu. Mà nhìn nó bận sang lắm, tại vì ngực nó to.
học inside ở Mỹ đó. Chị em mình thấy ha, nên là có nhiều người nói mập quá không có đồ bận, không, ở Mỹ cỡ nào cũng có đồ bận thôi, cái quan trọng là mình có chịu bận hay không thôi. Có nhiều người mập á, béo phì là bệnh đó cả nha, chứ không phải là họ tham ăn mà họ muốn vậy đâu. Có nhiều người á là họ bị của chúng mình rối loạn về vấn đề ăn uống, họ ăn và cuối cùng thì bác sĩ phải cho thuốc, hoặc là thậm chí có nhiều người phải tới bác sĩ điều trị là người ta phải cắt bớt bao tử. Thì mấy cái trường hợp đó là có sự can thiệp của bác sĩ thì người ta sẽ chữa cho bệnh nhân. Còn mấy cái vải này mát lắm, cực kỳ mát luôn, kiểu cũng đơn giản là dễ thương đó. Phụ nữ bên này mà cỡ cái size 3 đang đứng rửa đồ là chuyện bình thường. Mấy kiểu dễ thương quá cả nhà. Cái này nhìn là xinh biết nó dễ thương. Đây nè, cái mẫu của nó nè đó. Đó, cô người mẫu của bận nè, 20 đồng cái áo đầm. Ok, xin được quay sơ cái khu vực bán đồ cho người phó pháp. Bây giờ xin được đi chợ nha cả nhà. Trời ơi, Cali nó vô hè rồi đó mọi người. Giờ này 9 giờ tối mọi người tin không? Nó giống như là khoảng 3-4 giờ chiều vậy. Đường xá nó êm đềm quá ha cả nhà. Này là trên cái đoạn đường từ chỗ chợ mà Cindy đi về nhà. Để Cindy quay cho cả nhà coi một cái này rất là vui nè. Mà Cindy mới phát hiện nãy lúc mà trên đường mà Cindy lái xe đi ra chợ đó. Nó đột ngột quá, Cindy không có ngờ luôn. Bây giờ đi về thì Cindy sẽ quay cho cả nhà mình coi. Đây là cái khu nhà mà dành cho những người vô gia cư á mọi người, nhà nước xây cho ở. Ai còn đủ giấy tờ là họ cho vào đây ở nha. Họ xây giống như mấy cái container vậy đó, xây nhà mobile home. Vào đây thì có giờ giấc nè, ra cửa vào cửa rõ ràng chứ không phải là đi hoang được. Cho nên có một số người đó thì họ vô gia cư nhưng mà họ không có thích, tại vì nó quản chế nè, nó không có tự do. Cái giờ giấc họ đi đông không có được, cho nên họ không có vào họ ở. Đây là cái đoạn đường mà tập trung những cái văn phòng luật, những cái đây bên trái của Cindy là nhà tù chính của San Jose nha mọi người. Và đây nè, để cho Cindy chăm cả nhà coi cái điều mà Cindy đang nói đó. Trước mặt Cindy toàn là cờ ba sọc của Việt Nam Cộng Hòa, mà điều này rất là ngạc nhiên nha. Điều này chưa bao giờ từng có ở San Jose, cái khu vực này hết á. Mà không biết sao mà hội đoàn họ đấu tranh sao mà giờ họ được để cờ ba sọc này dọc theo cái con đường coi như là khu đào thao của San Jose đó mọi người. Họ là chứng tỏ là cái cộng đồng người Việt của mình đó, là họ đấu tranh ghê lắm họ mới được cái điều đó đó nha. Toàn bộ khu này là văn phòng luật sư rồi billboard ở bên này, mà ai có tội đó, bị bắt vô tù đó, mình thế chấp một số tiền mình được họ thả ra để chờ ngày hầu tòa. Ở Việt Nam mình thì không có vụ đó, nhưng mà bên Mỹ thì có vụ đó, nên cái những cái người mình thả theo cái tòa án họ mở ra những cái gọi là billboard này rất là nhiều. Nhưng mà mình có tiền thì mình đóng thế chân theo cái hình phạt. Còn mình không có tiền thì mình có nhà, mình đưa nhà cho người ta rồi người ta thế chấp cái nhà mình. Một hình thức là mình không có trốn khỏi nhà tù khi mà mình ra tòa để lãnh án đó mọi người. Giống như chị Hằng ở Việt Nam mà giàu vậy là chị khỏi có vô khám, chị ngồi chị đưa tiền, chị ở nhà chị ung dung, mình tới ngày tòa rước chị ra thôi nha mọi người. Rồi sau đó cái chuyện mà tù đài hay không thì là mới quyết định sau này. Ok, và xin gì bye bye cả nhà nha.
gặp lại mọi người trong những clip sau. Bye bye cả nhà, love all.